Phải nói rằng, sự trở lại của cháp 222 Jujutsu Kaisen sau một tháng chờ đợi thực sự đã khiến cho cộng đồng fan của bộ truyện phải dậy sóng khi mà tác giả GG đã đưa vào trong nội dung của cháp truyện lần này rất nhiều chi tiết ẩn. Và đó cũng là lý do mà có rất nhiều giả thuyết mới được sinh ra sau cháp truyện 222 này. Và sau đây sẽ là những giả thuyết mới nhất xuất hiện trong cháp 222 của Jujutsu Kaisen. Yuji sở hữu thuật thức hoán đổi linh hồn. Vừa qua trong cháp 222 đã xuất hiện một trong những chi tiết gây bất ngờ nhiều nhất về hiện tại vẫn còn đang gây tranh cãi, đó là Yuji đã bộc lộ thuật thức mới của cậu. Hiện tại thì đây vẫn còn đang là một giả thuyết mà thôi, thế nhưng nó đang là một trong những chủ đề hot nhất vào lúc này kể từ khi bản truyện chính thức được ra mắt. Quay trở về với những giả thuyết trước đây về sức mạnh của Yuji, chúng ta đều nghĩ rằng Yuji rồi sẽ có thuật thức giống như Sukuna, vì trước đó Gojo đã nói ở cháp 12 rằng thuật thức của vua nguyền hồn sẽ khắc vào cơ thể cậu ta. Vậy nhưng trải qua hơn 200 chấp chuyện, chúng ta vẫn chưa có một lần được nhìn thấy Yuji sử dụng thuật thức của mình. Tất cả chỉ dừng lại ở việc Yuji có thể điều khiển chú lực một cách cực kỳ chính xác, và đỉnh cao nhất đó chính là sử dụng được liên tục hắc thiểm trong một ngày, phá vỡ kỷ lục của Nanami. Còn lại thì gần như không có gì tiến bộ hơn từ sau sự kiện Shibuya. Thế nhưng với chi tiết, mặc dù là rất nhỏ trong khung truyện của cháp 222 lần này, thì có vẻ như tình hình của bộ truyện Jujutsu Kaisen rồi đây sẽ có một sự chuyển biến cực kỳ mạnh mẽ cho bà xem. Trong khung truyện và Kasukabe tập luyện với nhau thì Yuji đã vật Kasukabe xuống đất. Đây là một hành động rất bình thường trong việc tập luyện để có thể giúp cho Yuji chuẩn bị cho trận đấu sắp tới, đúng không nào? Vậy nhưng thứ khiến cho khung truyện này trở nên đặc biệt đó chính là cách mà hai nhân vật này nói chuyện với nhau. Một trong những điều bất ngờ nhất xảy ra khi mà Yuji gọi Kasukabe bằng cái tên Itadori, còn Kasukabe lại trả lời lại như một điều hiển nhiên. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này? Tại sao lại có sự thay đổi này? Phải chăng đây là một sự nhầm lẫn của tác giả? Hay đây chỉ là một sự cố tình đã được sắp đặt từ trước? Quay trở lại cháp 220, khi Josho đưa cho Yuji cuốn nhật ký của Yuki về việc mà nữ chú thuật sư này đã nghiên cứu về mặt sau của ngục môn cương và các linh hồn, như chúng ta đã biết thì Yuki đã nghiên cứu về chủ đề này từ rất lâu rồi, mà Geto và Gojo lại còn đang là học sinh năm 2 của trường chú thuật Tokyo. Và trong cuộc nói chuyện của Yuki và Geto ở cháp 77, Yuki đã nói về nghiên cứu của mình, về cách mà nguyền hồn được sinh ra, cũng như là cô đã phát hiện ra Tochi là một linh hồn đặc biệt đã thoát hoàn toàn khỏi luật nhân quả. Chính vì thế mà khả năng cao là Yuji nhờ vào những kiến thức từ cuốn nhật ký đó mà học được khả năng hoán đổi linh hồn của bản thân với người khác, hoặc cũng có thể đây chính là thuật thức của chính Yuji, và nhờ vào việc đọc cuốn nhật ký đó mà Itadori đã khai mở được thuật thức của mình. Đến hiện tại thì chúng ta vẫn còn đang bàn luận rất sôi nổi về vấn đề này và chưa có thêm bất kỳ thông tin chính thức nào cả. Chính vì thế mà mọi thứ vẫn chỉ đang được đặt ở vòng nghi vấn cũng như là giả thuyết và thôi. Thế nhưng có lẽ là ở cháp sau chúng ta sẽ được giải thích chi tiết hơn về việc này, và hãy cùng chờ xem liệu rằng đây có phải là thuật thức của Yuji không nhé. Và đây cũng chính là chi tiết khiến cho mình nảy sinh ra giả thuyết thứ hai về tiêu đề điềm báo mà ở đầu video mình có nhắc đến đấy. Nếu thực sự đây mới là điềm báo mà tác giả muốn ám chỉ thì rất có thể Yuji sẽ nhờ thuật thức này mà đánh bại được Sukuna đấy. Hajime sẽ đấu với Sukuna trước Gojo. Trong lúc tiễn đưa Gojo ra chiến trường thì một nhân vật theo đánh giá của mình là cực kỳ quan trọng trong trận đại chiến sắp tới đã không có mặt. Đúng vậy, đó chính xác là Hajime. Các bạn chắc hẳn không lạ lẫm gì với nhân vật này đúng không nào? Bởi lẽ anh ta chính là một trong những chú thuật sư mạnh nhất tham gia vào Tử Diệt Hồi Du và đã có một trận đấu hoành tráng với Hakari. Sau khi bị Hakari đánh bại thì Hajime đã trở thành đồng minh với nhóm Yuji, và anh cũng đã xuất hiện trong cháp 220 khi tất cả mọi người tụ họp lại trước khi phá giải ngục môn cương. Vậy nhưng như mình đã nói thì trong lúc tiễn Gojo ra trận thì Hajime đã không có mặt ở đó. Chính vì thế mà khả năng cao anh đã ra trận trước Gojo để có thể giao đấu với Sukuna. Ngay từ đầu, lý do mà Hajime đồng ý tham gia vào Tử Diệt Hồi Du là để được chiến đấu với những kẻ mạnh nhất, và đặc biệt là Sukuna. Vào khoảng 600 năm trước, ở thời đại của mình, Hajime đã dành cả cuộc đời để đi tìm đối thủ ngang hàng với anh. Vậy nhưng cho đến cuối đời thì Hajime vẫn không thể tìm được người đánh bại được ông ta. Chính vì khát vọng đó mà khi nghe Kenjaku nói rằng Sukuna chính là chú thuật sư mạnh nhất mà hắn ta từng biết thì Hajime đã rất tò mò về vua nguyền hồn và muốn một lần được đấu với hắn. Vậy nên ông đã đồng ý hồi sinh lại và tham gia vào Tử Diệt Hồi Du với mục đích duy nhất là tử chiến với vua nguyền hồn. Thậm chí là trong trận chiến với Hakari, nếu như Hajime sử dụng thuật thức của ông thì có lẽ Hakari mới chính là người thua cuộc. Thế nhưng vì thuật thức của Hajime rất đặc biệt nên ông chỉ có thể sử dụng nó một lần, và ông muốn dùng nó khi đấu với Sukuna. Hakari đã hứa với Hajime rằng nếu trở thành đồng minh của nhóm Yuji thì anh sẽ sắp xếp cho ông được đấu với Sukuna.
Vậy nhưng hiện tại thì người chuẩn bị có trận đấu với Vương Quyền Hồn lại chính là Gojo. Chính vì thế mà chắc chắn rằng Hajime sẽ không hài lòng về việc này. Vì thế mà có vẻ như trong lúc mọi người đang tiễn Gojo thì Hajime đã tìm tới Sukuna để có thể đấu với Vương Quyền Hồn trước. Điều đó cũng giải thích cho sự vắng mặt của ông tại buổi tiễn đưa Gojo. Mặc dù không có bằng chứng nào cho thấy rằng Hajime đã đi đến chiến trường, thế nhưng nếu suy luận một cách logic thì nó rất hợp lý đúng không? Hãy cùng chờ xem ở chấp chuyện tiếp theo, Hajime có đúng là đã tìm được Sukuna trước không nhé? Và xem rằng liệu giả thuyết của mình có đúng hay không? Nobara có thể còn sống và đóng vai trò quan trọng. Có lẽ là số phận của Nobara như thế nào hiện tại vẫn đang là một trong những bí ẩn lớn nhất của bộ truyện Jujutsu Kaisen. Bởi lẽ không giống như những nhân vật khác, sau khi sự kiện Shibuya kết thúc thì ta chỉ biết rằng Nobara đã bị thương rất nặng và khả năng sống là rất thấp. Thế nhưng cho đến nay, không có bất kỳ ai đưa ra một lời thông báo chính thức gì về Nobara cả. Vì thế mà sự tồn tại cũng như vai trò của cô nàng này trong bộ truyện đang bị đặt một dấu hỏi rất lớn. Nhưng có một chi tiết nhỏ trong cháp 222 đã khiến cho mình phát hiện ra, đó là khả năng Nobara vẫn còn sống là rất cao. Vì khi Gojo, Ichiji và Soko nói về sự ra đi của Nanami thì Gojo lại không nhắc gì đến Nobara cả. Chúng ta đều biết rằng Nobara cũng là một người học trò rất thân thiết của Gojo đúng không? Vậy nhưng tại sao Gojo lại không có một lời nhắc nhở nào về Nobara nếu như cô ấy thực sự đã chết trong sự kiện Shibuya? Tại sao lại không có một sự thương tiếc nào cho người học trò của mình chứ? Liệu rằng có phải một phép màu đã xảy ra với Nobara và cô vẫn chưa chết nên Gojo mới không nhắc đến cô nàng này? Theo như các bạn nghĩ thì Nobara còn hy vọng để có thể góp mặt trong trận đại chiến sắp tới không? Với bản thân mình thì câu trả lời sẽ là có, và thậm chí là nếu Nobara trở lại thì có thể cô sẽ đóng vai trò rất lớn đấy. Bởi lẽ thuộc thức của Nobara chính là khắc tinh của Sukuna ở thời điểm hiện tại. Lý do vì sao mà mình nói như thế thì các bạn có nhớ rằng trong trận đấu của Nobara và Yuji với Eso và Keijiru không nào? Vào khoảnh khắc ở cháp 62, Nobara đã sử dụng tuyệt kỹ cộng minh lên cánh tay của Eso. Mặc dù là anh đã chạy đi khá xa trên chiếc xe tải, vậy nhưng ngay sau khi Nobara đóng đinh vào cánh tay của Eso thì anh đã bị ảnh hưởng bởi đòn tấn công này ngay lập tức, và rồi sau đó bị Yuji tiêu diệt. Phải chăng là nếu Nobara trở lại thì cô sẽ có thể làm điều tương tự với ngón tay cuối cùng của Sukuna hay không? Nhiều người vẫn cho rằng sức mạnh của Nobara là không đủ để có thể tấn công Sukuna. Thế nhưng nếu trong trận đấu của nhóm Yuji với Vu Quyền Hồn, Nobara đóng vai trò là hỗ trợ, thì chẳng phải đòn tấn công của cô sẽ là một món vũ khí đắc lực để có thể tấn công Sukuna từ xa hay sao? Thậm chí là có thể Yuta sẽ sao chép thuật thức của Nobara, rồi sau đó thì chuyển nó để tấn công Sukuna. Nếu là Yuta thì chắc chắn sức mạnh sẽ được khuếch đại lên rất nhiều lần đấy. Nanami đã để lại một bí mật gì đó. Cũng trong cuộc nói chuyện của Gojo, Ichiji và Soko trước khi mọi thứ kết thúc thì Ino, người đàn em thân thiết của Nanami đã xuất hiện và tiết lộ một điều gì đó về Nanami. Và nếu bạn nào đã quên thì anh chàng này chính là người ở lại cùng Yuji và Megumi trong sự kiện Shibuya, sau đó bị Tochi đánh bại nhé. Ino dường như có điều gì đó cần thông báo và nó có liên quan đến Nanami. Vậy nhưng đó là điều gì thì vẫn còn đang là một ẩn số. Nhưng trước đó thì Soko đã nói rằng thật ra vẫn còn một người nữa, có một nửa sự hiện diện ở ngoài kia. Câu nói này được nói ra sau khi Gojo cho rằng cuối cùng thì nhóm học sinh thân thiết của thế hệ trước cũng chỉ còn 3 người. Phải chăng Soko ám chỉ một nửa ở đây là đang nói đến Geto khi mà anh chỉ còn là một cái xác không hồn, hay là đang ám chỉ tới một điều gì đó có liên quan đến việc trở lại của Nanami nhờ vào thuật thức của Ino? Chúng ta vẫn chưa biết hết tất cả sức mạnh của Ino là gì. Thế nhưng dường như loại chú thuật của anh ta cũng tương tự như là loại chú thuật của Ogami. Chính vì thế mà có thể Ino sẽ có thể triệu hồi linh hồn của Nanami trở về lại dân giới để tham gia vào trận chiến với Sukuna. Và tất nhiên điều này vẫn chỉ là một giả thuyết mà mình tự suy nghĩ ra dựa vào những chi tiết trong chuyện, nên phải chờ đợi thêm những diễn biến của chấp chuyện sau này thì chúng ta mới có thể biết thêm được những thông tin chi tiết về giả thuyết này mà thôi. Gojo sẽ thua và nhóm Yuji sẽ đấu với Sukuna. Giả thuyết này mình đã nghĩ ra khi dựa vào những chi tiết sau đây. Đầu tiên chính là dựa vào tiêu đề của cháp 222. Như các bạn đã biết thì tác giả Gege luôn gợi ý cho chúng ta những điều có thể xảy ra trong tương lai thông qua tiêu đề của chấp truyện, và gợi ý là điềm báo lần này thì có lẽ tác giả đang muốn đưa ra lời cảnh báo nào đó cho các fan của bộ truyện Jujutsu Kaisen. Đó sẽ là có một điều rất bất ngờ xảy ra trong tương lai, và điều bất ngờ đó có thể chính là sự thất bại của Gojo, và rồi anh sẽ hy sinh trong trận chiến sắp tới. Ở phân cảnh tiễn đưa Gojo ra chiến trường thì chúng ta có thể nhìn thấy rất rõ ràng, đó là lần lượt những người học trò,
đồng đội đều động viên Gojo hãy cố lên, rồi sau đó là liên tiếp những cú vỗ vai búp thêm sức mạnh tinh thần cho Gojo. Còn những đồng minh như Takaba, Thiên Thần hay Soko cũng không quên chúc Gojo sẽ có một chiến thắng trở về. Và rồi hình bóng Gojo quay đi, nở nụ cười tự tin, khẳng định chiến thắng là điều tất nhiên, khiến cho mình nhận ra đây dường như là lời từ biệt của Gojo. Và như mình đã nói về tiêu đề điềm báo, có vẻ như là chuyến đi lần này của Gojo là một đi không trở lại mất rồi. Chi tiết thứ hai mà mình muốn nói đến trong chấp chuyện này khiến cho mình nghĩ rằng có thể nó là điềm báo cho sự thất bại của Gojo, đó chính là việc Kenchaku cảnh báo với Sukuna về nhóm của Yuji. Hắn ta đã nói rằng nếu Gojo thua thì tiếp theo đó những kẻ mạnh nhất của nhóm Yuji bao gồm Maki, Hakari, đặc biệt là Yuta sẽ tiếp tục lao đến để tử chiến với Vua Quyền Hồn. Lúc này nếu Sukuna đã hao tổn quá nhiều sức mạnh của mình vào trận chiến với Gojo thì khả năng cao hắn sẽ bị nhóm Yuji đánh bại đấy. Ở phân cảnh gần cuối của chấp truyện, khi Yuta cũng đã nói rằng nếu Gojo thấy khó quá thì Yuta sẵn sàng đổi chỗ với thầy mình, có thể đầy lãm chỉ cho việc sẽ thay thế Gojo tiếp tục chiến đấu với Sukuna. Và với hai chi tiết mà mình vừa nêu thì các bạn có đồng ý rằng giả thuyết này có khả năng cao sẽ xảy ra hay không, và liệu rằng Gojo có thực sự hy sinh trong trận đấu sắp tới chứ? Hãy comment ý kiến của các bạn cho mình biết với nhé. Takaba tác động lên thực tại, một giả thuyết vui nhộn khác cũng đã xuất hiện sau khi cháp 222 ra mắt mà mình đã sưu tầm được. Đó là Takaba đã tác động lên thực tại trong lúc giải cứu Gojo. Các bạn còn nhớ không, sau khi thiên thần phá hủy mặt sau của ngục môn cương thì Gojo đã xuất hiện và ngục môn cương cũng đã biến mất. Sau đó thì Takaba tự nghĩ ra một câu chuyện hài hước rằng nếu như bạn sử dụng thuật thức của thiên thần lên mặt sau của ngục môn cương thì nó sẽ biến mất cùng với Gojo. Điều này tưởng chừng như chỉ là một câu nói vu vơ, thế nhưng rất có thể nó đã trở thành một điều bắt buộc sẽ diễn ra ở thực tại đấy. Bởi lẽ thuật thức của Takaba là lời nói hài hước và tất cả những gì mà anh ta cho rằng nó gây cười mà được Takaba nói ra thì nó sẽ trở thành sự thật. Chính vì thế mà rất có thể những gì Takaba nói sau khi giải cứu Gojo đã tác động lên thực tại, và vì thế mà tất cả những ai sau này sử dụng thuật thức lên mặt sau của ngục môn cương bằng thuật thức của thiên thần thì nó cũng sẽ biến mất cùng với Gojo. Với dân cũng có người cho rằng đáng lẽ Gojo đã không thể thoát khỏi những cạm bẫy mà Kenchaku đã đặt sẵn để tiêu diệt Gojo sau khi anh thoát khỏi ngục môn cương, nhưng nhờ câu chuyện của Takaba mà Gojo mới có thể thành công thoát khỏi tất cả và trở về mặt đất từ đáy biển. Điều đó lý giải vì sao mà Kenchaku rất bất ngờ khi Gojo vẫn có thể sống sót sau khi thoát khỏi ngục môn cương.